vị và các bạn đã đến kênh YouTube Năng Lực Sống. Hôm nay mình có mặt ở địa chỉ 108 Bùi Dương Lịch. Mình sẽ review cho các bạn một quán độc nhất vô nhị nha. Quán này coi bán cái gì mà cái món lạ mà phải kén người ăn nha các bạn. Nào, chúng ta đi thôi. Nằm trên con đường Bùi Dương Lịch, 108 Bùi Dương Lịch, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nha các bạn. Có ở đây có một cái quán là có cái món là rất độc lạ nha các bạn. Đó là bím của con heo đực và bím của con heo cái nha các bạn. Ngoài ra cái quán này còn bán là mì gà, cút và cánh gà nữa nha các bạn. Rồi vô quán này có đặc sắc gì các bạn. Cái này tối nó cũng không có đẹp gì không nha các bạn. Nhưng mà ở đây là được cái mình review cho các bạn là một quán này là nó bán cái món là độc lạ nha các bạn. Là bím của con heo đực và bím của con heo cái các bạn. Nói chung vậy là các bạn đủ hiểu rồi nha. Cái khói nó dài rồi, chúng ta tiến lại. Chào cô, con đến từ kênh YouTube Năng Lực Sống. Cô bán mấy cái món này lâu chưa cô? Quán này mở đây lâu chưa? 8-9 năm không? Cái này là chân gà, còn cái này là mề gà. Cái này cô bán sao cô? Nếu mà chân gà 15 là ăn cặp, còn mề gà bán sao? Mề 15 ngàn. Rồi cô có thể nướng bím con heo đực và bím heo cái đúng không cô? Đúng rồi. Không? Là gì, gọi chung là cái hàng của nó đúng không? Với cái của nó. Này bím heo đực các bạn, dài ra sẽ cắt ra nha. Cô bỏ xuống chậm chậm ra nha. Bím heo đực rồi heo cái được không? Quán này độc lạ nha các bạn. Ở trên Sài Gòn này chắc cũng hiếm là có cái quán nào giống như quán này các bạn. Người ta là ở đây ăn gắt đồng mà cũng hơi kén người ăn, nhưng mà ăn rồi là sẽ không bao giờ quên được quán này. Đặc biệt là những anh thanh niên vừa lớn hay là những người đàn ông ăn cái món này vô là giống như là ông ăn mà bà khen đấy các bạn. Nhưng mà nướng cái này nó có khó khăn gì không cô? Bây giờ mà làm thì nó cực phải không? Chứ ví dụ thì cô có thể chia sẻ cho các bạn của con ở trên kênh YouTube Năng Lực Sống được biết là giống như cái này là cô lấy hàng từ đâu cô? Đặt hàng chợ Thốt Môn phải không? Nhưng mà đặt số lượng bao nhiêu cũng có hay là cũng có khi có khi không, hay là có khi có khi không không? Chứ không phải lúc nào cũng có. Rồi cái này cô có thể chia sẻ là mình cách mình xử lý làm sao mà cho nó không có mùi á cô? Bím á, nó không có mùi á. Bữa mình về mình phải làm cho nó sạch sẽ, cho nó sạch sẽ. Rồi, sạch sẽ. Cái đánh rồi lấy cái mình rửa. Dạ. Gà rồi rửa cho nó sạch. Rồi ướp. Dạ, bình thường bím này là cô bán sao cô? Bán 50.000 một dĩa. 50.000 một dĩa. Bím heo đực và bím heo cái mà tầm cỡ, nếu mà hai cái này mà là nó cầm cỡ nhiêu gram cô? 50.000 dễ là tầm cỡ bao nhiêu gram theo cô, kinh nghiệm của cô á? Nói 300 gram nha các bạn, là 50.000 một dĩa. Ngoài ra như ai mua một dĩa là cô có tặng một dĩa dưa chua nữa đúng không cô? Đó các bạn, là đây nha. Cái này là như nướng gì đúng không cô? Rồi xong rồi cắt ra rồi nướng lại cái nữa ha? Không nướng, cắt ra không nướng không? Cắt ra vậy là thành phẩm rồi đó không? Còn mấy cái mà nó như mà lúc mà mới ấy là ở trong đây là nó còn còn sống. Còn như mấy cái này là có nướng sơ gì không, hay là bỏ tươi rồi bỏ vô nướng luôn? Dạ, rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô buôn bán thành công nha. Buôn bán đắt nha. Là đó, bạn này là mề gà nha các bạn. Cái này là cút. Cái này là cánh gà. Cái này là bím đó, mà bán rất đắt nha. Nếu mà chở là hầu như là cũng là không có còn nữa bạn. Đặc biệt cái này là ớt rồi, cô nói là chắc này là ới rồi, ớt rồi. Còn cái này là tỏi hả anh? Tỏi. Mà đặc biệt cái quán này mình đã có ăn rồi nha các bạn, dưa chua làm rất ngon, dưa chua làm ok. Ngoài ra nhiều món nữa, nó rất đặc sắc nha các bạn. Hầu như là quán này là rất ok. Các bạn có thể là ủng hộ cái quán này vào cái địa chỉ là 108 Bùi Dương Lịch,
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Quá ngon. Đây, thấy không? Xong rồi mình phải thử luôn các bạn. Mình sẽ vô mua một dẻ và mình nhậu thử coi nó ngon cỡ nào mà nhiều bạn trẻ lại đây nha các bạn. Mà chảy là sẽ hết. Cô nướng cho con một dẻ nhỏ nhỏ là bím không nghe con? Bím. Bím chứ sen dày cái mề gà vô thôi nha. Rồi, rồi chú lấy cho con hai chai Tiger luôn. Rồi, cảm ơn chú nha. Đây, trong thời gian chờ đợi món bím heo đực và bím heo cái, mình khui bia trước nha các bạn. Hôm nay mình tự thưởng mình luôn để coi quán này ngon gì mà anh em khéo tới đông quá. Nhanh đi ông chủ ơi. Ở lâu rồi đó. Các bạn có gì lại đây ủng hộ quán này nha. Bán ngon mà hầu như là lúc trước mình cũng có ăn rồi, nhưng mà bữa nay mình sẽ ăn một lần nữa để cảm nhận nó có giống hương vị ngày xưa nha các bạn. À, rồi món ăn cũng gần tới rồi, ngon rồi bạn ơi. Nè, tới đó bạn thấy không? Mới đầu là dĩa vừa chua trước nha các bạn. Cái này chắc ăn thấy cái tình hình chắc nó nhiều quá rồi. Này nước muối tương ớt các bạn. Đó. Đây, đây đây còn đợi tới cái dĩa bím nữa thôi. Nó hơi lâu à. Rồi chào bạn ơi, món đã ra các bạn. Bây giờ ăn để cảm nhận thử nha. Đó. Thử ăn bím con heo cái trước mời các bạn nha. Rồi đây ai ngon. Xong mời tiếp các bạn nha, đây là bím con heo đực nha các bạn. À, heo bím heo cái là ngon rồi đó, tới bím heo đực cho đây. Về giờ bí heo đực là nó giòn giòn nha các bạn. Đồ uống vô không? Chai bia coi. À, quá phê quá rồi. Rồi các bạn thấy kênh mình hay, hãy nhớ đăng ký và ủng hộ kênh YouTube Năng Lực Sống một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại.